hoạt hình này nhé. Và hãy cùng theo dõi quá trình mình tô màu cho bức tranh này. Phần tóc của nhân vật này thì mình sẽ tô màu tím nhé. Bút chì của anh ai lấy rồi? Mình sẽ thêm một ít màu đỏ cho phần quần áo của cô bé này nhá.
video tiếp theo trên kênh YouTube này của mình. Bye bye.